Xin chào các bạn. Theo yêu cầu của các bạn thì mình sẽ làm cái trải bài là bạn có đang đi đúng hướng và lời khuyên từ vũ trụ. Rồi các bạn chọn tụ bài nhé. Các bạn tụ 1, tụ 2, tụ 3. Rồi. Xin chào các bạn tụ 1. Chủ đề của chúng ta là bạn có đang đi đúng hướng và lời khuyên từ vũ trụ. Các bạn có tổn thương và sự tự do. Các bạn có romance, mối quan hệ lãng mạn, tình yêu lãng mạn và kết nối. Các bạn có blessing and abundance, phước lành và sự trù phú. Ba thông điệp đầu tiên thì có thể nói là các bạn đang đi đúng hướng nha. Các bạn được sự bảo hộ từ các thiên thần, được sự ủng hộ từ các thiên thần luôn. Và năng lượng của các bạn tụ 1 á, các bạn trải qua nhiều những cái sự tổn thương nè, nhiều những cái sự mất mát, nhiều những cái bài học rất lớn trong cuộc đời của các bạn á. Nhưng mà sau khi trải qua những cái sự tổn thương đó, đó là con đường mà đưa các bạn đến sự trưởng thành và sự tự do. Càng ngày về sau thì các bạn tụ 1 sẽ càng hướng đến một cái cuộc sống mà gọi là bạn rất là giải phóng bản thân ha. Bạn hướng đến một cuộc sống như mơ ước. Bạn trưởng thành hơn rất là nhiều và các bạn cũng đủ bản lĩnh, đủ sự can đảm để các bạn bắt đầu kiến tạo lại tương lai theo ý của bạn. Và mình cảm thấy là có nhiều cái sự bù đắp, nhiều sự công bằng, nhiều sự công lý đến với các bạn tụ 1 ha, tức là giống như đền bù những giai đoạn vất vả mà các bạn đã trải qua. Có thể nói là các bạn đã học, đã hoàn thành những cái bài học rất là lớn khi các bạn đến trái đất này. Các bạn sẽ bước vào một giai đoạn, các bạn sẽ có tình yêu lãng mạn. Nếu như bạn đang có tình yêu lãng mạn rồi thì có nghĩa là các bạn sẽ thêm bền chặt kết nối của các bạn hơn nha. Có sự gắn kết nhiều hơn, thân thiết nhiều hơn, các bạn sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Các bạn sẽ thấy rõ được cái sự kết nối nó rõ ràng, có những sự tiến triển trong tình yêu lãng mạn của các bạn á. Các bạn không phải trải qua cái giai đoạn còn mập mờ, mù mờ, thiếu rõ ràng nữa. Những bạn độc thân, các bạn sẽ có tình yêu mới nha. Các bạn sẽ bước vào một giai đoạn, đó là các bạn cho đi tình yêu và các bạn nhận lại tình yêu. Ở đây mình thấy các bạn đang đi đúng hướng, cho nên là các bạn hãy cứ là giữ vững cái lập trường, giữ vững niềm tin. Các bạn hãy cứ tiếp tục là rèn luyện cho bản thân của mình là tăng định lực và cứ tập trung vào trong kế hoạch của bản thân tập trung vào những cái hành động, những cái bước đi từng bước một, bởi vì năng lượng các bạn tụ 1 thì các bạn đang hướng đến phước lành và sự trù phú, có sự cải thiện rất là rõ về cái tài lộc ha, vấn đề tài lộc vật chất của bạn á, về cái đời sống vật chất sẽ được cải thiện lên rất là rõ và cải thiện luôn cả về đời sống tinh thần của các bạn nha. Tức là các bạn sẽ cảm nhận được cái sự phong phú trong tâm hồn, trong cảm xúc của các bạn nữa. Bởi vì trong khoảng thời gian này thì mình thấy các bạn tụ 1 á, các bạn có một cái nguồn động lực rất lớn á, chính là các bạn đã gặp được tình yêu lãng mạn á, cho nên các bạn có một cái sự cân bằng âm dương ha, hòa hợp âm dương, hòa hợp giữa năng lượng nữ tính và năng lượng nam tính trong trong bạn. Cho nên tình yêu lãng mạn cũng là một nguồn động lực lớn á, làm cho các bạn đạt đến một cái trạng thái các bạn cân bằng, các bạn nâng cao được tần số năng lượng, các bạn cảm nhận được cái niềm vui và cái sự hạnh phúc á, đồng thời là các bạn có sự phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp, các bạn đạt đến tài lộc dồi dào hơn, nhiều cái phước lành đến cho các bạn nha. Các bạn thấy là nhiều tháng, nhiều năm trước đó các bạn trải qua đó là nhiều cái sự vất vả, nhiều sự tổn thương, mất mát. Và bây giờ nó là một cái sự đền bù, bù đắp cái sự công bằng, công lý á. Nhân quả tốt đang tiến về phía các bạn ha, cho nên là bù lại các bạn sẽ được hưởng phước lành và sự trù phú. Như vậy ba cái thông điệp đầu tiên thì có thể nói là bạn rất là đi đúng hướng rồi, và không những như vậy bạn còn được sự ủng hộ, hỗ trợ từ các thiên thần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xem vào trong cái phần chi tiết là con đường bạn đi, bạn cần làm thêm điều gì hay bạn cần điều chỉnh, chỉnh sửa. Các bạn còn thêm thông tin nào nữa? Các bạn có take time to
freak out. Các bạn hãy dành thời gian á để nghỉ ngơi, để thư giãn, có thể đi du lịch, hoặc là các bạn đi dạo, các bạn đi tập thể dục, đi bộ, các bạn có thể đi ngắm cảnh thiên nhiên ha, dành thời gian để ngắm trăng. Tất cả những cái hoạt động đó nó đều là cái hoạt động mà làm cho các bạn á nhìn nhận mọi thứ nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng, nó giảm bớt cái sự căng thẳng áp lực nha. Các bạn thấy cái sự thanh thản và bình an hơn. Các bạn có the end of a third cycle approach. Đây là giai đoạn cuối của cái sự vất vả. Mình thấy các bạn tụ một là có năng lượng của ma kết. Các bạn tập trung vào sự nghiệp nhiều. Các bạn còn là những người giống như các bạn có năng lượng là cái người quan trọng trong gia đình á. Chẳng hạn như bạn là chủ gia đình, hoặc bạn là người gánh những cái trách nhiệm cao trong gia đình ha, hoặc các bạn là những người tạo ra nguồn lực của cải chính cho gia đình của các bạn á. Cho nên các bạn rất là vất vả. Hoặc các bạn tụ một là những người có khả năng làm chủ ha, các bạn xây dựng một cái business riêng cho các bạn nha. Cho nên là các bạn vất vả trong cái giai đoạn đầu các bạn phải gây dựng sự nghiệp á. Nhưng mà the end có nghĩa là kết thúc cái chu kỳ vất vả rồi nha mọi người. Các bạn sẽ bước vào cái chu kỳ của sự phát triển hơn, chu kỳ của cái việc các bạn sẽ nhìn thấy được cái sự trù phú và phước lành. Wow, các bạn có năng lượng của nhân mã. Nhìn bức tranh lớn hơn, một cái mũi tên bắn thẳng vào mục tiêu của bạn. Bạn đang đi đúng hướng là không thể nào sai được các mọi người. Tức là nãy giờ cái thông điệp nó rất là ủng hộ cho cái việc bạn đang đi đúng hướng. Có lẽ nếu như các bạn tụi một còn phân vân thì chẳng qua đó, cái vấn đề của các bạn nó là một cái tiến trình, một cái hành trình. Bạn sẽ không thể thấy một cái kết quả liền tức khắc trong ngày 1, ngày 2. Và cái quá trình này nó đòi hỏi cái sự thích nghi á, và cái sự kiên nhẫn của các bạn nha. Với lại đòi hỏi cái sự bền bỉ. Và nó có cái thử thách cho các bạn là liệu là các bạn có giữ vững được lập trường, các bạn có yêu thương bản thân, rèn luyện bản thân một cách bền bỉ hay không á. Hay là vào một lúc nào đó các bạn chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ mặt trăng chẳng hạn, hoặc là những cái luồng cảm xúc nào đó nó ùa đến, thì các bạn lại bắt đầu là quên đi cái lịch trình của bản thân á. Hay là các bạn chỉ vì cảm xúc thôi mà các bạn trì hoãn cái con đường của mình, hoặc là các bạn không nhiệt tình với con đường của mình á. Thì mình thấy được là các bạn tụ một có bị thử thách điều đó, chứ còn các bạn đang đi rất là đúng hướng á. Và mình thấy là các bạn, nếu như các bạn đang trì hoãn, hoặc là các bạn đang buồn vì một cái điều gì đó, thì có lẽ là các bạn nên dành thời gian đi nghỉ ngơi nhé, để mình thanh thản trước cái đã, rồi sau đó các bạn tiếp tục tập trung vào cái sự nghiệp lớn của các bạn á. Hãy nhìn sự việc nó ở một cái mức độ lớn hơn nha, tầm nhìn lớn hơn, tầm nhìn dài hạn nha mọi người, chứ các bạn đừng nhìn cái sự việc nó ở cái tầm nhìn ngắn hạn á. Thì bạn sẽ bắt đầu là tập trung hơn, bạn bắt đầu có động lực hơn á, để các bạn cứ tiếp tục là giống như nhân mã nè, các bạn sẽ tiến thẳng về phía cái mục tiêu của mình. Như vậy là với những cái thông điệp này thì các bạn hãy cứ tiếp tục bền bỉ, hãy cứ nỗ lực, bởi vì bạn đã nỗ lực rất nhiều rồi, còn thêm một chút nỗ lực nữa thôi là các bạn sẽ thấy cái thành công đến với bạn. Thậm chí là cái sự thành công á là nó đang sát nút với các bạn luôn rồi nha. Các bạn có invite, các bạn có action, các bạn có angel of balance là thiên thần của sự cân bằng. Các bạn hãy cứ vượt qua nè những cái nguồn năng lượng của sự ganh tị, đố kỵ ở bên ngoài hay là ở bên trong bạn, thì bạn đều phải vượt qua. Chẳng hạn như là nếu bạn đang so sánh bản thân mình với người khác thì hãy vượt qua điều này. Cứ mãnh liệt hết sức có thể tập trung vào trong cái hành động tiến về phía trước á, thì các bạn sẽ giữ được sự cân bằng và các bạn sẽ đi đường dài với những gì các bạn đang lựa chọn nha. Còn nếu như đây là cái sự ganh tị, ganh ghét gì đó đến từ bên ngoài thì bạn cũng phải vượt qua. Bạn vượt qua có nghĩa là phớt lờ đi, đừng có để tâm vào những cái sự tác động từ bên ngoài. Giống như các bạn hãy cứ gọi là cứ cắm đầu cắm cổ luôn á, chạy thẳng về phía cái mục tiêu của mình thôi. Hãy cứ hành động bất chấp ha.
À, và các tất nhiên là các bạn sẽ lấy lại được cái sự cân bằng thôi, và các bạn sẽ tiếp tục đó là vận hành, à, tiếp tục cái hành trình của mình. Mang thiên nhiên vào nhà, các bạn hãy chơi với thiên nhiên nha. Tự làm bánh ở nhà và để hai bàn tay lấm lem bột mì. Đây là cách giải tỏa stress cực mạnh luôn á mọi người. À, nhà gỗ trong rừng, thuyền, không gian ngoài trời, các bạn có thể ra ngoài trời, các bạn có thể cắm trại dã ngoại, các bạn có thể đi thuyền, các bạn có thể là đi rừng nha. Đó là những cái hoạt động mà nó làm lên tinh thần rất là nhiều á. Hãy đứng thật vững trên đôi chân bạn và cảm nhận mặt đất. Hãy kết nối với đất mẹ cội nguồn, kết nối với hành tinh trái đất các mọi người, sẽ làm cho các bạn có một sức mạnh rất là mạnh đến từ bên trong các bạn nha. Bạn không bao giờ đơn độc vì vũ trụ luôn dõi theo sự trưởng thành của bạn. Đây là thông điệp thấy rõ với các bạn luôn á. Nhà khảo cổ xu hướng á, tài năng của các bạn còn nữa nha, tức là bạn có khả năng là tổ chức, lập kế hoạch, à, quản lý, bạn có thể đi đầu một cái xu hướng nào đó, tức là khả năng sáng tạo của các bạn cao, tầm nhìn của các bạn cao á, tức là bạn là người có tầm nhìn á, cho nên là bạn hãy chú ý vào trong những cái tài năng của bản thân mình á, để các bạn phát triển bản thân của mình nhiều hơn. Các bạn có những tài năng mà bạn sở hữu, trời, các bạn linh ứng ghê á, là quà tặng từ vũ trụ á. Mình mới nói là bạn hãy tập trung vào tài năng của các bạn á. Thật sự tài năng của các bạn thuộc một, nó là điểm nhấn nha, một cái điểm ấn tượng, và đây là quà tặng từ vũ trụ á. Điều đó có thể nói là gọi là vũ trụ ban ban cho các bạn những cái năng khiếu sở trường, những cái tài năng bẩm sinh, các bạn hãy tận dụng á, hãy tập trung vào. Rồi để mình tiếp. The Magician, wow. Các bạn có Four Crystal, Queen of Swords. Các bạn có năng lượng của The Magician đó, tức là bạn là người có khả năng kiến tạo ra được một cái cuộc sống theo ý của bạn á. Nếu như vào những phút giây phút nào đó mà các bạn bị mất đi niềm tin á, thì hãy sốc lại, hãy sốc tinh thần của mình lại nha. Bạn là cái người mà có khả năng á, tự chủ cao, bạn độc lập. À, bạn sẽ tạo ra được một cái cuộc sống theo ý của bạn á, chứ không phải là dựa phụ thuộc vào ý của người khác. Bạn hãy là cái người mà cứ từng bước tạo ra cái cuộc sống theo ý mình. Ở đây bạn còn là những người rất mạnh á, tức là bạn nhiều khi còn là cái người mà có khả năng áp đảo năng lượng người khác này, có thể chi phối được người khác luôn, tức là bạn có tài năng quản lý và lãnh đạo. Bạn có óc tổ chức. Bạn là cái người biết cách rèn luyện bản thân luôn á, tức là bạn biết là bạn sẽ phải học thêm cái điều gì, rèn luyện cái kỹ năng nào để các bạn có thể phát triển được sự nghiệp. Đây là những cái ưu điểm rất lớn của các bạn nha. Mình thấy là bạn sẽ bảo vệ được rất nhiều thứ ở bản thân á, bạn sẽ bước vào một giai đoạn sẽ bảo vệ được sự nghiệp của mình, bảo vệ được tiền bạc của mình, bảo vệ được bản thân, bảo vệ được sức khỏe, bảo vệ được năng lượng, và có thể tạo ra một cái thế giới riêng của các bạn nha. Ở đây mình đang nhìn thấy có nhiều bạn á, có thể là những người chủ lớn, các bạn đang làm chủ, các bạn đang 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 làm lãnh đạo, hoặc là các bạn có những cái khu vườn rất lớn cho bản thân á, và đó, và các bạn sẽ rất là bảo vệ cái khu vườn, khu rừng của các bạn nha. Mình thấy là các bạn ngày càng sẽ có tinh thần á, rất là vững, tinh thần các bạn vẫn không có dễ bị lung lay, không có dễ bị lay chuyển á, tức là cảm xúc sẽ không tấn công các bạn được nữa. Các bạn chiến thắng được cảm xúc nè, kiểm soát được cảm xúc của mình, và đây là một trong những cái yếu tố á, mà bạn trưởng thành hơn, là một trong những cái yếu tố mà nó sẽ dẫn các bạn tiến sát với con đường thành công nha. Mình còn cảm thấy là các bạn sẽ phát triển về mặt tâm linh á, bạn thực sẽ kết nối với vũ trụ nhiều hơn nữa. Suy nghĩ tích cực, đơn giản hóa vấn đề. Tìm kiếm giải pháp mới mẻ để giải quyết vấn đề. Suy nghĩ linh hoạt và sáng tạo lên đó mọi người.
đừng có nhìn nhận vấn đề theo cái hướng của cái sự phức tạp á. Bạn cứ linh hoạt để tìm những cái giải pháp mới. Những gì mà thế giới cần, bạn có thể xem cái công việc của các bạn hãy làm dựa vào những gì mà mọi người cần, thế giới cần. Làm chủ cảm xúc nè. Wow, chắc chắn là bạn sẽ làm chủ được cảm xúc của mình ha. Tạo ra một cuộc sống xung quanh những gì bạn thích làm. Mình thấy là các bạn sẽ hướng tới một cái cuộc sống là tạo ra, bạn sẽ làm những gì bạn thích làm trong trong cái cuộc sống riêng của bạn nè. Mình xin kết thúc phần trải bài của các bạn tụ 1. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 3, tụ 2, sorry. Chúng ta nói về chủ đề là bạn có đang đi đúng hướng và lời khuyên từ vũ trụ. Các bạn có the vitamin, chờ thời điểm thích hợp. Rồi. Các bạn có sacred plan, kế hoạch thiêng liêng. Và các bạn có inner child healing, chữa lành đứa trẻ bên trong. Năng lượng của các bạn tụ 1 ha, trước tiên là mình thấy á, các bạn có sự kiên nhẫn á, chờ đúng cái thời điểm. Đây là những cái thông điệp là muốn các bạn hãy tạo cho bản thân của mình một cái lập trường thật là vững chắc. Các bạn hãy gọi là hãy làm sao xây dựng được cái tính cách kiên nhẫn đó mọi người, giữ được cái sự điềm tĩnh. Cho dù các bạn đối diện với bất kỳ điều gì cũng đừng để bản thân của mình lạc vào trong một cái trạng thái đó là bồn chồn bất an hoặc là nôn nóng một cách quá mức á. Chuyện gì nó cũng sẽ là đúng cái thời điểm đúng và phù hợp thì cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Những gì mình thấy á, cuộc đời của các bạn á, nó có những cái gọi là kế hoạch thiêng liêng, kế hoạch thần thánh, tức là có những cái sự tác động từ vũ trụ đến với cuộc sống của các bạn ha. Đó, những gì mà xảy đến với các bạn thực ra nó đều nằm trong một cái kế hoạch nó rất là thần thánh nha mọi người. Nghĩa là những gì xảy đến với các bạn đều là có những cái lý do, đều là có những cái ý nghĩa, đều có những cái bài học rất là lớn và đáng để cho các bạn học những cái bài học đó để các bạn có sự tiến hóa. Và cái hiện tại lúc này đây á, các bạn đừng nên suy nghĩ quá nhiều hoặc là đừng nên lo lắng, lo sợ, tưởng tượng cái gì đó quá nhiều vào tất cả các hành trình của các bạn luôn nha. Cho dù đó là hành trình của tình yêu hôn nhân hay là hành trình của công việc, sự nghiệp, sự phát triển bản thân, mà các bạn hãy tập trung vào trong cái việc chữa lành đứa trẻ bên trong.
Khi các bạn chữa lành đứa trẻ bên trong rồi thì cái cách nhìn nhận vấn đề của các bạn sẽ rất khác, và cái cách mà các bạn tương tác giao tiếp với mọi người, người yêu, người thân cũng sẽ rất khác. Khi các bạn chữa lành đứa trẻ bên trong rồi thì cái dũng khí, cái sự can đảm, cái tinh thần của các bạn khi mà các bạn đối diện với cuộc sống, với mọi thứ luôn thì nó sẽ rất khác nha mọi người. Cho nên cái vấn đề quan trọng nhất của chúng ta chính là chữa lành đứa trẻ bên trong. Thì khi đó bạn sẽ nâng được cái tần số năng lượng của các bạn lên, và các bạn sẽ nhìn nhận mọi người và mọi việc nó sẽ tương ứng ở cái mức tần số năng lượng cao. Còn nếu như chúng ta chưa chữa lành đứa trẻ bên trong, các bạn sẽ mang một cái tâm lý sẽ rất là nóng nảy hoặc là nóng vội, bồn chồn, xây dựng là muốn ngày một, ngày hai mình sẽ đi đến cái điểm đích liền. Có nghĩa là khi đó các bạn đang nhìn những cái vấn đề ở cái mức tần số năng lượng thấp, tại vì chúng ta chưa có chữa lành đứa trẻ bên trong. Cho nên thật ra trên đời này cái việc chữa lành đứa trẻ bên trong nó là điều quan trọng nhất á. Và các bạn yên tâm nha, các bạn được sự theo dõi, hỗ trợ, bảo hộ từ các thiên thần, từ vũ trụ rất là mạnh mẽ. Bởi vì mọi việc đến với các bạn á, đôi khi các bạn sẽ thấy đơn độc, đôi khi các bạn thấy tủi thân, vân vân. Nhưng tất cả đều nằm trong một cái kế hoạch nó rất là thần thánh. Kế hoạch đó sẽ đưa các bạn là dẫn đến cái sự tiến hóa, nếu như các bạn gọi là chấp nhận bản thân và chấp nhận cái bài học á, chấp nhận cái bài học đó mọi người. Rồi, để mình tiếp nha. Wow, một cái sự tiếp cận nó rất là nóng nảy, nóng vội, bồn chồn. Hoặc là các bạn đang để cảm xúc lên quá cao, hoặc là các bạn đang nôn nóng quá, kiểu như là thật ra các bạn có bản lĩnh có nha, các bạn có tài năng có, các bạn có tài năng quản lý và lãnh đạo luôn. Tại các bạn có năng lượng của Bạch Dương cũng là một cung thống lĩnh. Đó, có nghĩa là các bạn có dũng khí để đi đầu, để khởi xướng, để bắt đầu, để có những cái bước đi đầu tiên á, đầy đầy một cái tinh thần, gọi tinh thần nhiệt huyết cao. Đó là những ưu điểm á mọi người. Tuy nhiên là giống như vũ trụ muốn các bạn cân bằng với năng lượng nước á, nghĩa là cái nền lửa lên quá cao á, các bạn cân bằng với năng lượng nước để làm gì? Để các bạn biết rằng là mọi chuyện á, nó cần phải có cái divine timing, là phải đúng thời điểm thì các bạn mới nhìn thấy, mới hiểu hết được. Các bạn có tròn led. Wow, các bạn năng lượng lửa rất nhiều nha. Bạch Dương nè, sư tử nè, lửa nhiều quá mọi người. Cũng có thể thấy là coi chừng các bạn nóng nảy, nóng vội quá mà các bạn bỏ qua cái tiến trình tự nhiên á. Bất kể là tình yêu, hôn nhân hay công việc, sự nghiệp, nó đều có cái tiến trình tự nhiên nha mọi người. Cho nên nhiều khi coi chừng các bạn nóng nảy quá, bồn chồn, nôn nóng quá thì đôi khi coi chừng các bạn bỏ qua cái tiến trình tự nhiên á. Và nếu như chúng ta bỏ qua tiến trình tự nhiên là chúng ta sẽ không hiểu ý của vũ trụ đang mong muốn mình học cái bài học gì. Và như thế là chúng ta sẽ giống như bỏ qua cái giai đoạn phát triển thêm á. Nếu như nôn nóng quá thì chúng ta sẽ không có học được cái bài học của sức chịu đựng với lại cái sự kiên nhẫn đó mọi người. Don't let cry get in your way, có nghĩa là bạn đừng để cho cái cảm xúc lên cao quá nè, nó đánh mất lý trí, hoặc là để cái sự nóng nảy, nóng vội của mình á, nó dẫn đến cái sự phán xét vội, dẫn đến cái sự không thấu hiểu cái vấn đề, hoặc là không thấu hiểu một ai đó một cách sâu sắc á. Để mình tiếp ha. Your work is based in off, có nghĩa là các bạn yên tâm nha, tức là bạn sẽ được những gì mà bạn gieo trồng á, là bạn sẽ có những cái thành quả nó xứng đáng nha mọi người. Tất cả những gì mà bao nhiêu công sức của bạn nó sẽ được đền bù, được đền trả, được quay trở lại với các bạn một cách đầy xứng đáng nha. Và các bạn hãy cứ tin rằng đó là, tức là các bạn hãy chờ đến cái ngày cái sự công bằng, công lý nó thực thi với các bạn. Tại thực sự là bao nhiêu công sức của bạn sẽ có những cái sự quay trở lại với các bạn đầy cái sự xứng đáng luôn. Các bạn là người, các bạn có nhìn thấy được những cái ưu điểm của các bạn tụ hai á, tức là bạn có tài năng quản lý, lãnh đạo, bạn có tài năng làm chủ, hoặc là các bạn là những người có tài năng
tự tin, là độc lập và tự chủ với cuộc đời các bạn nha. Bạn có khả năng tạo ra một cái điều gì đó cho riêng các bạn luôn á. Bạn có thể xây dựng một cơ sở kinh doanh riêng cho các bạn luôn. Bạn có thể tạo ra một sự nghiệp riêng cho các bạn luôn. Tức là mình nhìn thấy được tài năng, bản lĩnh của các bạn là có, nhưng hiện tại là các bạn đang như thế nào đó. Rồi, mình tiếp. Như vậy là ở đây các bạn có đang đi đúng hướng hay không? Ở đây là các bạn nên cần có sự điều chỉnh. Các bạn điều chỉnh cái tính nóng nảy của bản thân. Điều chỉnh trong cái lúc các bạn nóng nảy, các bạn đừng nói những lời quá vội vã, hoặc là có những cái hành động, hoặc là có những cái quyết định nó vội vã trong lúc các bạn nóng nảy. Thì mình thấy là các bạn nên có sự điều chỉnh vấn đề này. Tại mình phân tích bài thì mình thấy cái năng lượng là như vậy nha mọi người. Và các bạn có đang đi đúng hướng hay không? Thì mình thấy là các bạn cần điều chỉnh cái sự nung nóng, nóng vội, nóng nảy á. Bạn đang giống như bạn đang có cái gì đó nó bị cuốn cuồng, bỏ qua cái tiến trình tự nhiên á. Các bạn không đi sai hướng nhưng mà các bạn bị nung nóng quá mức, hoặc là các bạn quá vội vã trong cái việc kết luận một vấn đề gì đó ha. Kết luận một vấn đề gì đó trong công việc hoặc là trong tình yêu hôn nhân của các bạn nha. Indecision. Men holding the heart, the garden and the gate. Ở đây mình thấy á, là mình sẽ kể cả các bạn là nam hay nữ ha, hoặc thuộc bất kỳ giới tính nào, có người yêu thương các bạn nha. Nhưng các bạn đang ở trong một cái trạng thái á, các bạn đề phòng, phòng bị nhiều, các bạn lo sợ nhiều, hoặc là các bạn bị phòng bị bản thân quá mức á, giống như sợ bản thân của mình bị tổn thương, vân vân. Các bạn vẫn còn nằm trong cái vòng an toàn của bạn á, bạn chưa có dám bước ra ngoài vùng an toàn. Bạn chưa có cho phép bản thân của mình có thêm nhiều những cái cơ hội mới để được nhìn thấy nhiều những cái khía cạnh khác trong cuộc đời, hoặc là nhiều để được bạn chưa có cho phép bản thân mình là nhận những cái cơ hội mới, những cái cơ hội mới đến với cuộc đời của các bạn á. Tự nhiên các bạn chưa có thoáng, chưa thoải mái, chưa có bung lũa, chưa có giải phóng bản thân, mà còn ép bản thân của mình trong một cái khuôn khổ quá, hoặc là mấy bạn còn đang ép bản thân mình á vào trong một cái nguyên tắc luật lệ nào đó quá, một cái quan điểm nào đó. Các bạn chưa có sự cởi mở lắm á. Nhưng xung quanh các bạn thì mình thấy có người yêu thương các bạn nha. Các bạn được người ta trao cho các bạn tình cảm, tình yêu thương. Rồi ở đây các bạn đang có nhiều những cái sự do dự phân vân á, giống như là bạn đang quá kiểm soát cái vấn đề, tức là bạn đang quá kiểm soát cái cuộc đời phải đi theo đúng cái hướng của bạn á. Như mình đã tìm hiểu nhiều rồi mọi người, thật ra cuộc đời nó sẽ không có diễn ra theo cái ý của chúng ta nếu như mà mình không có để ý, không có nhận những tín hiệu từ vũ trụ, để nếu như mình không có điều chỉnh sao cho dẫn đến á, cái làm những việc đúng và phù hợp với bản thân á, thì là mọi việc nó chắc chắn nó sẽ không có diễn ra theo cái ý của mình á. Cho nên á, là mình phải sống theo kiểu là mình phải để ý các dấu hiệu từ vũ trụ để mình mới có thể hiểu được là mình nên có những cái vai trò, trách nhiệm, cái nhiệm vụ gì, và mình phải soi bản thân của mình thật nhiều á, để mình có thể là hiểu được bản thân của mình, hiểu được thực sự mình muốn gì và cần gì, hiểu được bản thân của mình khi mà mình tiếp xúc với ai, tiếp xúc với những cái sự kiện nào thì sẽ đem đến cái niềm vui và hạnh phúc cho bản thân á. Nghĩa là mình thấy các bạn tù 2 chưa có hiểu rõ bản thân của mình lắm, và vẫn có cái gì đó nó ép các bạn á, giống như bạn vẫn còn trong một cái quan điểm luật lệ truyền thống, cái gì đó mà ép các bạn vào trong một cái khuôn khổ, bạn chưa có thoát khỏi ra, và bạn còn nhìn cái vấn đề nó chỉ một chiều, một góc cạnh thôi á. Tức là bạn chưa có thoải mái và chưa có đứng ở những cái góc độ khác để các bạn nhìn nhận vấn đề á. Chẳng hạn như là bạn chưa có đứng ở vị trí của người yêu để nhìn nhận vấn đề, bạn chưa có đứng ở vị trí của người thân, của bạn bè, của đồng nghiệp để nhìn nhận vấn đề á, mà bạn chỉ nhìn nhận vấn đề nó đúng một khía cạnh nào đó thôi. Cho nên cái cảm giác mà các bạn tù 2 đang có nó là cái gì đó nó bị stress, bị áp lực, bị không có thoải mái, giống như là xa rời với lại linh hồn của mình á,
các bạn có một cảm giác là thậm chí bạn không hiểu luôn bản thân á. Trong khi đó là có người yêu thương các bạn ở xung quanh bạn nha, người thân hoặc là người yêu, người mà trao cho các bạn tình cảm chân thành á, chứng tỏ là bạn không có cô đơn, bạn có người yêu thương bao xung quanh các bạn, chỉ là các bạn có mở lòng đón nhận hay không á. Tạo một thư viện mini trong khu phố. Đây là một trong những cách mà có thể làm cho các bạn bung lụa hơn á, thoải mái giải phóng bản thân hơn. Làm tất cả những thứ mà bạn có thể, bạn sẽ thấy bất ngờ về chính bản thân mình. Đừng ép bản thân của mình lại chỉ làm những việc nào đó thôi ấy, mọi người. Bạn hãy làm tất cả những điều mà bạn yêu thích nha, làm hết luôn thì các bạn sẽ rất bất ngờ về bản thân, bởi vì khi đó bạn có cảm giác là mình vượt được khỏi ngoài vùng an toàn. Hòa mình cùng thiên nhiên. Các bạn hãy ra ngoài trời nhiều hơn ha, hòa mình vào thiên nhiên. Dã ngoại bên bờ biển, đi du lịch biển cũng được nha mọi người. Những thứ làm từ gỗ, cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tự rót cho mình một cốc cà phê và ngồi bên cửa sổ để thưởng thức. Đây là tất cả những cái hoạt động mà bạn sẽ gắn kết nhiều hơn với linh hồn của mình á. Tarot nha mọi người. Chị Empress, wow, trời ơi, bất ngờ. The Hierophant, bất ngờ. Starseed, quá bất ngờ luôn. Năng lượng các bạn rất mạnh á, siêu mạnh luôn. Đây là điều không tưởng á, đây là điều không ngờ á. Năng lượng của bạn là The Empress nè, bậc thầy, The Hierophant. Các bạn có khả năng lãnh đạo, quản lý. Các bạn là những bậc thầy. Các bạn là những người có khả năng hướng dẫn, giảng dạy người khác ha. Năng lượng của bạn cao chót vót luôn á. Các bạn có năng lượng Starseed, khả năng tâm linh rất là cao. Các bạn có trách nhiệm, nhiệm vụ, sứ mệnh tâm linh, sứ mệnh linh hồn nha mọi người. Nếu như bạn đang cảm thấy cái gì đó thiếu, cảm thấy cái gì đó không thoải mái á, các bạn nên suy nghĩ tìm về với tâm linh á, tại vì bạn có sứ mệnh. Nếu như bạn không tiếp nhận một cái sứ mệnh tâm linh thì bạn sẽ luôn có một cái cảm giác nó bị không thoải mái nha. The Empress á, bạn sẽ phát triển mạnh. Bạn giống như gọi là limitless, không có giới hạn. Bạn sẽ phát triển rất mạnh nếu bạn tập trung nha. Đây là năng lượng mạnh không ngờ á, tức là cứ nghĩ rằng các bạn đang trong cái thời kỳ nó rất là trói buộc bản thân của mình lại, thực ra các bạn là những người năng lực rất là mạnh. Các bạn giống như là những người có thể sinh ra để làm những chuyện rất lớn nha, sinh ra để làm những chuyện rất lớn, mình không biết phải mô tả như thế nào luôn, nhưng mà mình bất ngờ về ba cái thông điệp này. Wow. Bạn không bao giờ đơn độc vì vũ trụ luôn dõi theo sự trưởng thành của bạn. Sự trưởng thành là khả năng sống với, sống trong sự mơ hồ. Trong cái sự mơ hồ á, là giai đoạn đó giúp mình trưởng thành á, cho nên các bạn đừng ghét bỏ cái giai đoạn mơ hồ nha. Kiên trì vượt qua sự mơ hồ là một quá trình tư duy mở ra những khả năng mới. Wow, nhà khảo cổ xu hướng á, tức là người đi đầu dẫn dắt, hướng dẫn, giảng dạy. Người đưa ra một cái xu hướng mới. Chờ mình tiếp nha mọi người, còn một chút nữa là xong nha. Hòn đá của sự tươi trẻ vĩnh cửu. Những gì mà thế giới cần. Đây là những cái thông điệp ý muốn nói là bạn có thể lấy lại cái năng lượng ha, lấy lại sự tươi trẻ, tạo ra một cái cuộc sống nó tràn đầy cái năng lượng, tràn đầy sinh khí, tràn đầy sự tươi trẻ nha mọi người. Và các bạn làm những gì mà thế giới cần. Wow. Cho nên mình mới nói ba cái lá bài tarot là các bạn ở đây sinh ra để làm chuyện lớn, làm những chuyện mang tầm quốc tế ha, làm những gì mà thế giới cần.
Mình xin kết thúc phần trải bài của các bạn tụ 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ ba. Chúng ta nói về chủ đề là bạn có đang đi đúng hướng và lời khuyên từ vũ trụ. Các bạn có intuition and downloads, sử dụng trực giác của các bạn á, để các bạn nhận được cái thông tin mà các bạn cần. Mình giải thích sơ qua như vậy trước rồi tí nữa mình tổng hợp nha. Các bạn có opportunity, cơ hội và nhiều cái sự thay đổi đang đến với bạn. Wow. Các bạn có Mother Father God, kết nối với lại đất mẹ cội nguồn hành tinh trái đất, kết nối với lại năng lượng ánh sáng mặt trời nha mọi người, cha mặt trời, mẹ trái đất. Bạn có đang đi đúng hướng? Mình thấy là câu trả lời nó rất là rõ cho các bạn tụ ba luôn, là bạn đang đi rất là đúng hướng, không có gì phải nghi ngờ nha mọi người. Ở đây là bạn chuẩn bị có cái sự thay đổi mới đến nha, những cái cơ hội để làm cho cuộc sống của các bạn có cái sự tươi mới nè, chào đón cơ hội mới đến, sự thay đổi. Mọi việc nó đang là có cái sự thay, đang có cái sự tươi mới á mọi người. Và năng lượng của các bạn tụ ba, các bạn sẽ có cảm giác là bạn sẽ được tiếp nhận thêm năng lượng nha, giống như gọi là bạn sẽ còn được nạp thêm năng lượng, bạn sẽ còn trong cái giai đoạn gọi là nâng cấp phiên bản của các bạn nha. Các bạn đang trong giai đoạn nâng lên một cái tầm cao hơn nữa về về phiên bản của bản thân, về năng lượng của bạn á. Bạn mình đang nhìn thấy là cái phong cách của các bạn sẽ tiến đến một cái gọi là trưởng thành nhiều hơn nè, bạn tự chủ nhiều hơn, cái khả năng độc lập á và cái khả năng làm việc của các bạn phát huy cao. Bạn trưởng thành hơn trong cái cách các bạn làm việc á, thể hiện một cái phong cách nó rất là đáng tin cậy á, kiểu như là ai đó làm việc với các bạn khách hàng hoặc là đối tác ha, hoặc hoặc với đồng nghiệp thì người ta sẽ cảm thấy là cái năng lượng của các bạn nó có một cái sự chín chắn trưởng thành á, là một chỗ dựa, là một nơi rất là tin cậy, bạn được tín nhiệm. Ở đây mình thấy là nếu như các bạn còn đang phân vân không biết mình đang đi đúng hướng hay không á, chẳng qua các bạn đang ở trong một cái giai đoạn á, giai đoạn giống như hơi ngưng nghỉ mệt một tí xíu á, giai đoạn là kiên nhẫn á, giống như phải chờ thêm thời gian, phải kiên nhẫn. Và giai đoạn này cũng là giai đoạn các bạn sẽ học cái bài học, đó là
Sự chịu đựng là như thế nào, sự kiên nhẫn là như thế nào, thích nghi với hoàn cảnh là như thế nào á. Ba cái bài học đó, nó là ba cái bài học mà sẽ khiến cho chúng ta trưởng thành về mặt tâm hồn, trưởng thành về mặt năng lượng nha mọi người, dẫu tuổi tác của chúng ta đang là bao nhiêu. Cho nên á, đây cũng là giai đoạn á mà các bạn cần á kết nối với lại thiên nhiên thật nhiều, để các bạn được tiếp thêm năng lượng, kết nối vũ trụ thật nhiều để các bạn phát triển con mắt thứ ba, thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ nhìn rõ được vấn đề, hiểu rõ vấn đề, thấy rõ ràng mọi chuyện, mọi chuyện đến với các bạn không còn ở trạng thái mù mờ mập mờ. Các bạn gia tăng trực giác, gia tăng trực giác, gia tăng niềm tin vào bản thân, có tầm nhìn nhiều hơn với mọi việc. Các bạn nhận được thông tin nhiều hơn, thông tin sẽ rõ ràng hơn. Rồi ở đây mình thấy nè, nếu như có điều kiện các bạn hãy kết nối ha, cha mặt trời mẹ trái đất ha, nghĩa là các bạn đón nhận năng lượng ánh sáng mặt trời ha, phơi nắng, hoặc là các bạn đi bộ vào buổi sáng thật nhiều nha mọi người, ít nhất 30 phút nha. Đó rồi các bạn đi bộ cũng là các bạn tiếp tiếp xúc với lại đất á, thì đó là một cái hoạt động cả hai, vừa tiếp nhận năng lượng của ánh sáng mặt trời là cha mặt trời và tiếp nhận năng lượng của mẹ hành tinh trái đất đó. Thì nếu như các bạn ở vùng nhiều cỏ cây nè, khu rừng, thì đó là một cái điều quá thuận lợi cho các bạn rồi. Các bạn hãy làm như thế nhiều hơn nha, để các bạn tiếp thêm năng lượng xanh, năng lượng tốt, năng lượng mà đầy cái sức sống cho bạn á, để bạn còn chào đón cái cuộc sống mới, bởi vì cái cơ hội mới đang đến nữa. Cuộc sống nó còn thay da đổi thịt nhiều nữa nha mọi người, chứ không phải là không có sự thay đổi đâu, mà sẽ còn liên tục có những cái sự đổi mới. Nếu như các bạn phát triển được cái khả năng tâm linh á, thì sẽ là quá tốt cho các bạn nha. Bởi vì nó sẽ đánh dấu cái cột mốc các bạn phát triển nhiều hơn, các bạn tăng trưởng hơn, phát triển hơn. Và nếu như các bạn kết nối với thiên nhiên, phát triển cái khả năng tâm linh của mình, thì các bạn sẽ còn tăng được cái tính độc lập nhiều hơn nè, cái khả năng phán đoán á, vấn đề, khả năng phán xét, nhận xét vấn đề sẽ ngày càng chính xác hơn, rõ ràng hơn. Bạn có đang đi đúng hướng Horizon Vision, giữ vững tầm nhìn của các bạn nè. Các bạn có hơi gặp thử thách trong khoảng thời gian này ha, hoặc á là bạn đang ở cái giai đoạn hơi có cái gì đó nó ngưng nghỉ, hoặc là giai đoạn phải chờ đợi đến đến đúng ngày đúng tháng, hoặc là giai đoạn các bạn tự nhiên thấy cái sự nghiệp nó hơi bị đứng đứng lại, tự nhiên thấy nó bị chậm phát triển. Đó, kiểu như là tự nhiên bạn thấy giống như cái cảm giác là cái sự phát triển của mình sao tự nhiên nó đi ngang, nó không đi xuống, mà nó cũng chưa thấy rõ cái dấu hiệu nó đi lên á. Thật ra đây chỉ đơn thuần là một giai đoạn mà bạn phải có sức kiên nhẫn, tại vì cái từ kiên nhẫn là cái bài học không thể thiếu của đời người á mọi người. Khi chúng ta học được cái bài học kiên nhẫn, nó sẽ đánh dấu một cột mốc mình trưởng thành hơn nữa về tâm hồn, về năng lượng nha. You're good enough. Wow, các bạn là những người á, bạn đã làm đúng, làm tốt rồi, bạn rất đúng hướng nha, đừng có nghi ngờ điều này. Bạn có năng lượng của sử nữ á, là bạn có tính cách là cẩn trọng kỹ lưỡng nè, hoàn hảo nè, có tính cách của cái gọi là rất là kỹ tính á. Có tính cách gọi là làm cái vấn đề gì nó cũng là đúng, là đủ, là kỹ. Bạn tạo một cái bạn là những người thích đào sâu, thích chuyên môn sâu, thích chi tiết. Kiểu như kỹ lưỡng, mình đang nói năng lượng, các bạn đừng có quan trọng các bạn thuộc cung hoàng đạo nào nha, tại cái thông điệp á là nó đang gửi cái nguồn năng lượng như vậy cho các bạn trong cái thời điểm này đó. Rồi bạn thích cái gì đó chuyên sâu, bạn thích cái gì đó nó uy tín và chất lượng, đó là những cái bạn đang hướng đến, cho nên cũng một phần do tính cách của các bạn nè. Rồi cho nên đôi khi các bạn sẽ thấy á, là bạn sẽ đi chậm nhưng mà nó rất là chắc chắn á. Các bạn có năng lượng của cự giải nữa. You and your loved ones are safe. Bạn và tất cả những người bạn yêu thương
đều rất là an toàn. Các bạn rất là yêu thương người thân của mình, yêu thương những ai thân thiết với bạn. Bạn yêu thương tất cả những người mà đã dành cái tình yêu thương và cái lòng tin tưởng cho các bạn. Thật ra bạn rất là trân quý họ. Bạn là người có cái sự lo lắng nhiều luôn, tức là yêu thương quá mà thành ra lo lắng thôi. Tức là lo lắng đến cái sự an toàn cho những người mình yêu thương. Thì ở đây là vũ trụ muốn gửi các bạn một thông điệp là các bạn cứ bình tĩnh, cứ điềm tĩnh, cứ tập trung. Còn tất cả những người bạn yêu thương họ cũng sẽ là giống như, họ cũng có những cái bài học của họ, họ cũng có những cái, họ cũng biết bảo vệ bản thân mình, và họ cũng có những cái hành trình của họ. Đó. Rồi, để mình tiếp. Action. Trời ơi, mình tính lấy một lá nó bị vướng hai lá. Và các bạn có Gilman Holding Art. Và các bạn có sơ này. Bạn có đang đi đúng hướng, rất là đúng hướng nha mọi người. Bạn sẽ sau một cái giai đoạn nó hơi bị giống theo kiểu đi ngang như mình nói á, thì nó sẽ là vào một cái giai đoạn đi lên với một cái vận tốc cao. Bạn sẽ chạy không hết trong công việc của bạn. Trong công việc của bạn có thể có người phụ, có đối tác, có hợp tác, có bạn đồng hành, có đồng nghiệp ha. Là sẽ tới giai đoạn rất là hành động, rất là chạy luôn. Hoặc là các bạn phải di chuyển nhiều nơi liên quan đến công việc. Các bạn phải trao đổi với nhiều người, hoặc là các bạn phải đi nói chuyện với nhiều người, đi giao thiệp, giao tiếp với nhiều người. Công việc của các bạn rất là chạy và chạy nhanh nha. Rồi. Các bạn có nhiều chuyến đi nữa. Có thể các bạn còn đang xen với những chuyến đi du lịch. Hoặc là các bạn sẽ rất là vận hành cái hành trình của bạn á. Tức là hành trình của bạn nè, hiện tại đang là gì đó. Đang có nghĩa là tổng quát luôn á, về mọi khía cạnh trong cuộc sống của các bạn á. Nó sẽ là một cái hành trình. Dĩ nhiên trong đó nó sẽ có một cái phần nào đó nó nổi bật hơn ha. Chẳng hạn như tình yêu nổi bật hơn, hoặc là sự nghiệp nổi bật hơn. Thì mình thấy là bạn sẽ rất tập trung vào trong cái hành trình mà bạn cho nó là cái điều chính của bạn ở thời điểm hiện tại á. Bạn không có lơ là nữa mà bạn rất là tập trung á, tập trung mạnh luôn. Rồi còn nhiều sự thay đổi và còn có nhiều cái sự lựa chọn mới nữa nha mọi người. Mình thấy là bạn sẽ còn liên tiếp á, suy nghĩ và lựa chọn. Bạn suy nghĩ rất nhiều và bạn còn lựa chọn nữa chứ. Chứ không phải là dừng cái sự thay đổi đâu nha. Tức là nó còn nhiều cái sự thay đổi mới nữa. Bao xung quanh các bạn á, các bạn rồi sẽ trao đi tình yêu thương và nhận lại tình yêu thương nha. Tình yêu thương chân thật nha mọi người. Tức là xung quanh các bạn, bạn không đơn độc á. Có những người yêu thương các bạn chân thật, và các bạn cũng sẽ là cái người mà trao đi tình yêu thương nữa, chứ các bạn không có kìm hãm bản thân của mình lại. Bạn có đang đi đúng hướng, lời khuyên từ vũ trụ for one, đi đúng hướng chắc luôn á. The lover không thể nào trật luôn á. Seven of Swords. Wow. Mình thấy các bạn sẽ có thành tụ á, sẽ có sự thành công nha. Sẽ có sự sum họp đoàn tụ với những người các bạn yêu thương, tính luôn cả người thân và người yêu nha mọi người. Rồi bạn biết yêu thương bản thân luôn. Wow. Có nhiều bạn sẽ có những cái sự sum họp đoàn tụ thành công, những cái buổi lễ cho sự thành công trong công việc, hoặc là các bạn có lễ cam kết, lễ kết hôn, có những cái sự sum họp đoàn tụ. Wow, nó rất là tuyệt vời á. Wow. Rồi bạn cũng là những người biết yêu thương bản thân luôn, bất kể bạn thuộc giới tính nào luôn nha. Đó. Rồi wow, sao có vẻ như tình yêu nó là cái gì đó nó nổi bật của mấy bạn vậy? Sự thành công trong tình yêu ha, sum họp đoàn tụ trong tình yêu, sự cam kết trong tình yêu. Rồi, nhưng yên tâm đi, mình thấy là công việc cũng chạy nhanh luôn nha. Công việc cũng chạy nhanh luôn. Rồi, rất là đúng hướng. Seven of Swords. Bạn đang đi rất là đúng hướng, chỉ có cái sự suy nghĩ của các bạn đôi khi nó lạc hướng. Tức là bạn đang đi rất đúng hướng, nhưng có thể các bạn là những người có tính cách đa nghi.
hoặc là các bạn từng trải qua nhiều vấn đề trong cuộc sống, giống như bạn là người có kinh nghiệm, có nhiều sự trải nghiệm, cho nên các bạn là người không dễ dàng đặt niềm tin hả? Không phải, các bạn không dễ dàng kết luận một cái vấn đề nào đó, kiểu như bạn quá thấu hiểu cuộc đời á, cho nên bạn bạn nghĩ rằng là cuộc cuộc sống nó sẽ có đầy những cái sự bất ngờ á. Giống như là bạn bạn thả lỏng á, bạn thả lỏng, bạn không có tin chắc vào một điều gì, kiểu như tính cách đa nghi, nhưng mà đa nghi của các bạn nó cũng tích cực chứ nó không tiêu cực nha. Đa nghi của các bạn tụi ba nó giống như là cuộc đời nó đầy bất ngờ, cho nên thôi đừng vội kết luận á, kiểu như các bạn là những người trong trong cái trạng thái suy nghĩ như vậy á. Nếu bạn có đủ sự chú tâm thì mọi cánh cửa sẽ tự mở ra cho bạn. Wow, đây là thông điệp gửi đến các bạn, hãy chú tâm thật là mãnh liệt vào trong những gì các bạn đang hướng đến. Suy nghĩ tích cực, đơn giản hóa vấn đề. Đó. Suy nghĩ tích cực là rất hợp, lời khuyên rất hợp với bạn luôn á. Chứ mình thấy là bạn có suy nghĩ phức tạp nè. Bạn có thể lấy lại cái sức khỏe ha, lấy lại sự tươi trẻ à, và các bạn đang làm cho cái nguồn năng lượng của mình nó rất là tràn đầy năng lượng, tràn đầy sự tươi trẻ luôn. Bạn sẽ ngày càng làm chủ được cảm xúc của bản thân à, bạn nên bắt đầu tiếp tục một cái nhiệm vụ khó hơn nha mọi người, tức là nâng cấp bản thân của bạn lên. Chờ mình tí nha. Tạo một thư viện mini trong khu phố. Mình cứ đọc những cái thông điệp này, các bạn cứ xem là các bạn kết nối với thông điệp nào nha. Tự làm bánh ở nhà và để hai bàn tay lấm lem bột mì. Đây là những cái hoạt động nó rất là yêu thương bản thân á, hòa mình cùng thiên nhiên. Hãy đứng thật vững trên đôi chân bạn và cảm nhận mặt đất, kết nối với hành tinh trái đất. Nhà khảo cổ xu hướng, bạn có thể, bạn là người có khả năng sáng tạo cao, có thể đi đầu một xu hướng. Mọi cuộc hành trình đều bắt đầu từ trong bóng tối à, cho nên nếu như bạn bắt đầu từ lúc bạn vất vả thì đó là điều đúng nha. Bạn không bao giờ đơn độc vì vũ trụ luôn dõi theo sự trưởng thành của bạn. Mình xin kết thúc phần trải bài của các bạn tụ ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều.